bật lửa bạc ý, cây đa cây bạc ý, ven bốn mặt luôn, sáu mặt luôn, một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, năm mặt, sáu mặt, sáu mặt. Đặc 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 trưng của bạc ý là đít nó sẽ lồi đó, bản lề đó, bản lề giống vầy đó. Cây này cây bạc ý, nó bạc ý, bạc Nhật, bạc Thái với lại bạc bạc châu Âu á, là nó chỉ sản xuất cái vỏ thôi, còn mình xài là mình xài ruột diếp nha. Đó, cây này em đang xài ruột diếp 08 luôn đây nè, đó, thấy không, 08 luôn đó, hộp xưa luôn, ruột 08 luôn đó nha. Đó, còn rất là đẹp ha. Đó, đỉnh không? Rất là đỉnh. Tiếng hay lắm. Đó, tiếng đã ha. Đó. Bạc mà tiếng như vậy là quá đỉnh rồi em anh. Rất là đẹp ha. Hoa văn của nó này, hoa văn đẹp, đẹp rất đẹp. 10 điểm. 10 điểm không có nhưng. Bật lửa Zippo. Một một bên 100, một bên 100 là 1964, bắc ben 2517191. Đó. Đây, còn rất là đẹp nha. Đây, Việt Nam Cộng Hòa, khắc ăn mòn axit đổ sơn Việt Nam lên. Đó. Nó có phôi pha lớp chrome theo thời gian một chút xíu. Bánh xe sỏi chỉ, bớt bột lưỡi gà lá lúa, vỏ ruột trùng năm nha, các bên 2517191. Đây, vỏ ruột trùng năm, ruột còn siêu đẹp luôn, rất rõ ha. Em lập lại thông tin à, cho mấy anh tí xăng, cây này với bộ xưa mà có tiếng nè, tiếng hay á, tiếng thanh á, chích miếng xăng cho mình coi độ bén của bánh xe. Tiếng thanh ha, bô sư mà tiếng vậy đó. Quá ok đó. Em lặp lại thông tin ha, Zippo 1964, bát ben 2517191, bát ben 2517191, mỗi bên một chấm là 1964. Việt Nam Cộng Hòa, khắc ăn mòn axit đổ sơn Việt Nam lên, bỏ ruột trùng năm, bánh xe sỏi chỉ, bớt bột lưỡi gà lá lúa nha. Bật lửa, cái này là cây bật lửa tự động, bật lửa tự động Pháp nha anh, bật lửa tự động Pháp đây, bật lửa tự động Pháp mọc của nó ha. Đó, cái này là cây Lancer tự động Pháp á, mình nhấn nút nó nhảy nắp nó lên lửa luôn đó, mình không thích xài thì mình khóa lại, nó có nút khóa nè, để vô đây khóa lại ha. Đó, xài thì mở ra, không xài thì khóa lại ha, nó là tự động. Kích cỡ so với cái thuốc cho mình dễ hình dung. Nó xài xăng đá Zippo nha. Cái này cây xưa, thập niên 30 lận. Cái này là cây Lancer tự động Pháp. Nhìn đã ha, nhìn cái máy của nó đã ha. Nó nhìn đã ha. Bật lửa Zippo 1963. Cây này là 1963, nó chưa có lên lửa nha, nhưng mà do bảo quản cho nên là một mặt của nó có hơi bị nổ chrome nè. Nổ chrome là do bảo quản, giúp xưa họ bảo quản họ không biết cách đó, nó bị nổ chrome nha anh, nó là đồng mà chrome, do không bảo quản, nó không biết cách bảo quản, nó bị nổ chrome ha, một mặt. Cái này là zin của nó luôn đó, em lem đại bàng zin của nó luôn, một mặt rất là đẹp mà một mặt nó bị nổ chrome do bảo quản nha. Mọc ngược, chữ xéo mọc ngược, bắp bên 2517191, bắt bột bánh xe sỏi chỉ, bắt bột lưỡi gà lá lúa nha. Đây, nó chưa lên lửa cho nên là em chỉ test cho anh coi cái độ nhạy của bánh xe thôi, chứ em không có châm xăng, nó còn trinh á, cái già còn trinh á. Đây, vỏ ruột trùng năm, bắt bên 2517191 nha. Em đọc lại thông tin, cái này cái Zippo 1963, bắt bên chữ xéo mọc ngược, bắt bên 2517191, vỏ ruột trùng năm, chưa lên lửa lần nào, hoa chưa có một điếu thuốc nào, một mặt rất là đẹp nhưng mà một mặt nó có hơi nổ chrome do bảo quản. Bánh xe xỏ chỉ, lưỡi gà lá lúa, bắt bột nha. Lửa Zippo 1986, anh nào vừa yêu thể thao vừa yêu bóng đá mà vừa yêu vừa 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 sưu tập đồ cổ thì xúc cây này, cây là cây Zippo 1986
Đây, mỗi bên là hai gạch xéo, chữ xéo mọc ngược ha. Cây này chưa lên lửa lần nào, 86 nhưng mà chưa lên lửa lần nào, hàng sưu tập ha. Nè, hàng chủ đề thể thao, anh nào mà biết cái này là chủ đề thể thao xin của hãng Zippo, nó đặt làm kỷ niệm vào cái năm đó, vào cái chủ đề đó, với một số lượng rất là ít, cho nên là nó giá trị sưu tập rất là cao. Cái này là zin của hãng, không phải là gắn vô, cho nên là anh nào mà sưu tập đồ cổ sẽ biết ha. Cái này chưa lên lửa lần nào nha, ruột 8x luôn đây nè, bỏ ruột ruột 5 nha. Đó, ruột 8x luôn, chưa lên lửa, cho nên em thường hay lót cái miếng này ở trong để khi rút ra rút vô nó không bị trầy á. Cho nên là anh nào có mua mà thấy cái miếng này á, mà mấy anh nhớ lấy ra manh dục manh, nếu mà anh không phải là dân sưu tập á, mà anh mua để xài thì anh nhớ lấy ra để dục cái miếng này nha. Tại vì em lót nhưng mà để rút ra rút vô không có bị trầy ruột các anh biết không. Đó, đây bắt bột ha, chưa lên lửa lần nào nha mấy anh. Anh nào mà sưu tập giúp xưa thì nên xúc ăn, cái này nó rất là hiếm, rất là hiếm, chủ đề này nó hiếm lắm. Anh nào sưu tập cổ xưa sẽ biết ha, rất là hiếm, rất là đẹp.